chào mọi người ha. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người nó là cái cáp xe tu xe nha. Thì chiều dài của cái dây cáp này là được 3 mét, nó có một cái đầu góc 90 độ ha, USB 4 nè, kết nối dữ liệu của nó là được 20 Gbps, xuất hình của nó là được 8K 60Hz ha, hoặc là 4K 120Hz. Nó có hỗ trợ sạc là 100W nha. Hai đầu của nó là hai đầu bục nhôm. Bây giờ mình test thử ra màn hình ha. Thì cái sản phẩm này nó hỗ trợ cho máy tính bảng nè, điện thoại, có chức năng xuất hình nha. Sản phẩm có chức năng xuất hình thì mình kết nối được ha. Kết nối đơn giản, dễ sử dụng. Kết nối vô là sử dụng được thôi, không cần cài đặt gì hết nha. Rồi, em chào mọi người ạ.